Mình được Tú Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Quý Hợi, tức can chi tương đồng thuộc thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh tỵ, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu. Tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, ở tân mão, ất mão. Về các sao tốt trong ngày gồm có sao thiên đức hợp tốt mọi việc, sao thiên phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao nguyệt giải tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao ngũ hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao hoàng vu xấu mọi việc, sao huyền vũ kỵ về an táng, sao quả tú xấu đối với cưới hỏi, và ngày hôm nay là ngày sát chủ xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành hợi Tý tương hội, và đây là cơ hội rất tốt để cho bạn tuổi Tý đang còn độc thân tìm được tình yêu của đời mình. Với bạn tuổi Tý, bạn đừng có chần chừ hay là lo lắng quá lâu nữa, kẻo lại tình yêu vỗ cánh bay đi mất thì chỉ còn lại nỗi tiếc với bạn khôn nguôi mà thôi. Và trong ngày thứ tư này, đối với các cặp đôi, vợ chồng, hãy dành thêm nhiều thời gian cho nhau. Có thể cả hai đều có công việc bận rộn, cuộc sống lo toan, nhưng đừng vì thế mà quên hỏi han, chia sẻ với người ấy nữa. Với bạn tuổi Tý, đừng để cho bản thân mình phải nuối tiếc vì khi có được hạnh phúc đã không có trân trọng nhé. Trong khi đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ trao cho bạn có được những cơ hội ghi điểm trong mặt mọi người và có những thành quả công việc vô cùng là khả quan. Với bạn tuổi Tý, muốn công việc được tiến triển thuận lợi thì cách tốt nhất là chính bạn tìm được những người đồng nghiệp, đối tác cùng chung chí hướng để có thể sẵn sàng đồng hành cùng với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối với những người đang còn độc thân có được cơ hội tìm được tình yêu của đời mình.
Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đừng có chần chừ, do dự, kéo lại để tình yêu bay đi mất. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng nên dành thêm thời gian cho nhau. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội ghi điểm và đạt được thành quả cao trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, để công việc được thuận lợi nên tìm những người chung chí hướng với mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội chia chở, điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ chịu hơn. Với bạn tuổi Sửu, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp, nhờ thế mà công việc của bạn tiến triển một cách nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian để cho bạn hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, kết quả mà bạn đạt được là nhờ bình thường với bạn luôn nhiệt tình và hết mình cho công việc và giúp đỡ mọi người. Sự chân thành, không toan tính của bạn khiến cho mọi người rất tin tưởng và yêu mến bạn. Ai nói với bạn tuổi Sửu khô khan, điều này là không phải. Với bạn tuổi Sửu luôn hết lòng hết dạ với mọi người xung quanh, cho nên với bạn điều mà bạn nhận lại cũng là hoàn toàn xứng đáng nhé. Có điều trong chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu ngày thứ tư này lại không được như ý muốn, khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay với bạn không được trọn vẹn. Khi bạn đang gặp ngày có thổ thủy tương xung, người ấy không đủ tin tưởng vào tình cảm của bạn dành cho người ấy, giữa hai người đang tồn tại quá nhiều những nghi ngờ, cho nên khoảng cách cứ ngày càng xa hơn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vận trình dễ chịu, được đồng nghiệp tận tình giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, công việc hoàn thành kịp thời, tiến triển nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đối xử nhiệt tình, tốt bụng với mọi người nên nhận lại những điều xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa thiếu đi sự tin tưởng khiến khoảng cách ngày càng lớn dần lên. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy vận trình của bạn trải qua một ngày hung cát đan xiên, có thăng trầm bất định. Dần Hợi tương phá là điềm báo với bạn đang có tiểu nhân phá hoại, bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, nhất là trong chuyện tình cảm của mình ngày hôm nay. Với những lời đồn đại thị phi có thể sẽ khiến cho đôi lứa ngày càng đối mặt với nhiều khúc mắc. Với bản mệnh cần phải vững lòng trước những tin đồn thổi do kẻ tiểu nhân đơm đặt, và bạn tuổi Dần đừng để cho chúng trở thành cái lý do khiến cho hai bạn phải xa nhau thì không đáng chút nào nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn giải quyết được một số khoản nợ, giúp cho bạn cảm thấy nhẹ hơn đi gánh nặng, không còn nhiều áp lực như trước nữa. Tuy nhiên, để cải thiện được tình hình về tài chính thì với bạn tuổi Dần nên cố gắng hơn và tìm cách gia tăng thu nhập hoặc là tìm thêm việc làm, tìm thêm nghề tay trái phù hợp nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận trình hung cát đan xiên, thăng trầm bất định. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có điềm báo tiểu nhân phá hoại trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đôi lứa có nhiều khúc mắc vì những lời đồn thổi thị phi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, cần phải vững lòng trước những tin đồn do kẻ tiểu nhân đơm đặt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tài chính tăng nhẹ, giải quyết được các khoản nợ từ trước đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 61,
Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh. Điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi Mão có được những cơ hội về hợp tác làm ăn đáng hứa hẹn và tìm được những đối tác tiềm năng có chung chí hướng với mình. Nhờ vậy mà con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Mão đang rất rộng mở, tiền bạc được dồi dào, bản mệnh cũng gặp khá nhiều may mắn, cho nên dễ dàng đạt được những điều mà mình mong muốn nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, điều này còn mang tới cho bạn, đặc biệt là đối với những người làm công ăn lương, có thể trong ngày hôm nay sẽ có được lộc từ trên trời rơi xuống, tuy bản mệnh phải vất vả đôi phần nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập trong tay cũng khá là vui mừng nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng, báo hiệu cho bạn con đường tình duyên rất chỉ là suôn sẻ. Với bạn tuổi Mão được trao cho nhiều cơ hội để thoát khỏi kiếp độc thân, tín hiệu đào hoa tăng lên. Bạn mệnh hãy chú ý chớp lấy cơ hội để tìm được nhân duyên của đời mình thêm phần tươi sáng hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn đáng hứa hẹn, gặp được đối tác tiềm năng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, con đường công danh sự nghiệp được rộng mở, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, người làm công ăn lương đón được lộc trời, có thêm khoản thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tình duyên được suôn sẻ, người độc thân có được cơ hội thoát ế. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội để tìm được nhân duyên của đời mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và đây là các thần che chở cho công việc của bạn trong ngày hôm nay, giúp cho mọi thứ đang trên đà phát triển rất tốt. Với bạn mệnh tuổi Thìn có thể sẽ gặp phải không ít những khó khăn, nhưng sau những khó khăn là những cơ hội vô cùng là rực rỡ, giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành quả cho mình. Do đó, với bạn tuổi Thìn trong ngày này, không nên chùn bước trước bất kỳ khó khăn, trở ngại nào, mà thay vào đó, bạn hãy cứ tự tin để thể hiện hết sức mình. Dù sao những cố gắng và nỗ lực của bạn cũng sẽ được cấp trên nhìn nhận. Sự thành công được đánh giá bởi nhiều yếu tố, năng lực làm việc và sự quyết tâm của chính bạn là một trong những điều kiện quan trọng để cho bạn phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và đây là dấu hiệu cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Với bạn, nên bình tĩnh để xử lý tình huống cho thấu tình đạt lý, tránh làm rạn nứt trong chuyện tình cảm gia đình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc trên đà phát triển rất tốt nhờ có được các thần che chở. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tìm được không ít những cơ hội sau khi đương đầu với những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên chùn bước trước những trở ngại, cứ tự tin thể hiện hết sức của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, năng lực làm việc và cố gắng bền bỉ sẽ được cấp trên công nhận. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm không được suôn sẻ nên bình tĩnh để xử lý tình huống. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có thể sẽ xảy ra sự cãi vã, xích mích với một người nào đó. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà bản tính nóng nảy của bạn bộc phát khiến cho bạn to tiếng, làm mất hòa khí, lại chút bực dọc vào người. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải bình tĩnh và kiềm chế hơn, đừng có để cho cái tôi cá nhân chia mở đi lý trí của mình nhé. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tính nóng nảy cũng là nguyên nhân khiến cho bạn dễ làm hỏng mọi việc, bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, cho nên hợp tác làm ăn không được như ý, đụng đâu là khó khăn đó. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, chỉ biết than thân trách phận sau gặp phải toàn là chuyện xui rủi. Nhưng bạn cũng nên xem xét lại chính bản thân mình và tự kiểm điểm lại càng sớm càng tốt bạn tuổi Tỵ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Điều này sẽ làm cho con đường tình duyên của bạn không được thuận lợi cho lắm. Có vẻ như với bạn tuổi Tỵ đang có kiến cá chọn canh, không quan tâm tới tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến những điều kiện, hoàn cảnh của đối phương, cho nên bỏ lỡ đi không ít những tình duyên, những cơ hội đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ có thể sẽ phát sinh những cãi vã, xích mích với người khác. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa dễ dàng trở nên gắt gỏng, làm mất hòa khí, lại chút bực dọc vào người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc đừng có để cho cái tôi cá nhân chia mở lý trí của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp khiến cho việc hợp tác làm ăn không được như ý. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy quá kén chọn cho nên dễ vụt mất nhiều cơ hội nhân duyên tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn cần phải đề phòng hỏa tiểu nhân rình rập cản trở công việc của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, bạn nên thận trọng khi kết giao với những người như là Ất Tỵ, tuổi Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Không phải điều gì cũng nhìn bên ngoài cũng giống như trong suy nghĩ của bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn nên nhìn nhận có những người bề ngoài tỏa ra là tốt đẹp, hiền lành, nhưng thực tâm không phải là người đơn giản như vậy mà lại có tâm địa xấu xa. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ nhân lúc bạn tâm trạng bất ổn để kích động về tinh thần, khiến cho bạn nảy sinh lòng đố kỵ, tự làm hại bản thân mình bởi những hành động thiếu suy nghĩ của mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cũng cho thấy tình cảm lứa đôi đang gặp phải nhiều trục trặc. Với những lúc khó khăn như thế này thì người ấy lại chẳng thấu hiểu và chia sẻ, khiến cho bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Còn đối với những người đang còn độc thân, có những thời khắc cảm thấy cô đơn đến cùng cực, áp lực về công việc, áp lực về cuộc sống, tất cả sẽ khiến cho bạn mệnh cảm thấy nghẹt thở, nhưng chẳng có ai để trút nỗi tâm sự nỗi lòng này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim đề phòng hỏa tiểu nhân rình rập gây cản trở vận trình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không phải điều gì tốt đẹp cũng như vẻ bề ngoài mà bạn nhìn nhận. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa sinh lòng đố kỵ vì bị kẻ xấu kích động xúi dục. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ tình cảm đôi lứa có nhiều trục trặc, không nhận được sự thấu hiểu từ đối phương. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc đối với những người đang còn độc thân, cô đơn về mặt mũi vì áp lực của cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 91, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp,
Hợi Mão Mùi chia chớ, điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay, nhờ thế mà có được sự hanh thông thuận lợi hơn nhiều. Với bạn tuổi Mùi, bạn quyết đoán và dứt khoát trong những quyết định của mình, điều đó sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những thời cơ hiếm có mà không phải ai cũng có được may mắn như vậy nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, điều này còn gia tăng thêm trợ lực giúp cho bạn giải quyết được ổn thỏa hầu hết những vấn đề chung của tập thể. Với bạn tuổi Mùi, bạn đang khiến cho mọi người phải ngạc nhiên vì khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn dù là bình thường không hay khuya mỉa nhưng vào lúc máu chốt bạn đều có thể thể hiện rất tốt khả năng của mình nữa. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn làm gì cũng nên quan tâm tới cảm nhận của người thân của mình. Đừng có tự ý quyết định mọi việc một mình. Có nhiều vấn đề phát sinh với bạn tuổi Mùi, bạn chưa đủ khéo léo để dung hòa các mối quan hệ của mình, cho nên không khí lúc nào cũng tỏa ra là căng thẳng nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có được sự hanh thông thuận lợi nhờ có được sự quyết đoán. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nắm được những cơ hội hiếm có mà không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, giải quyết ổn thỏa hầu hết những vấn đề chung của tập thể. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gây bất ngờ với khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nên quan tâm tới cảm nhận của người thân trong gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trong ngày hôm nay có thể sẽ phạm phải họa tiểu nhân, làm ảnh hưởng xấu tới công việc của mình. Biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó làm cho bạn tuổi Thân khiến cho những kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, ganh ghét, đố kỵ đó sẽ tìm cách để phá bĩnh, hãm hại bạn. Do vậy, với bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này nên hành động thận trọng, nói năng cẩn trọng, không tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội để bắt thóp, hãm hại mình. Và dù có gặp phải chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, với bạn cũng nên cần phải giữ được sự bình tĩnh hết sức có thể. Bạn càng nôn nóng lại càng dễ để lộ những sơ hở của mình nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang rất ngọt ngào và suôn sẻ. Với bạn tuổi Thân, bạn biết cách thể hiện tình cảm của bản thân mình một cách vừa phải, cũng như là tôn trọng không gian riêng của đối phương để cho người ấy cảm thấy thoải mái, không bị ngột ngạt trong tình yêu. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ phạm phải họa tiểu nhân, làm ảnh hưởng xấu tới công việc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, biểu hiện xuất sắc của bạn dễ lọt vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên hành động thận trọng, nói năng cẩn trọng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên giữ được sự bình tĩnh hết sức có thể trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm ngọt ngào và suôn sẻ nhờ cách thể hiện của bạn đúng mực. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, dường như với bạn tuổi Dậu không được tập trung cho lắm trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, bạn thường để cho đầu óc của mình bay bổng đi đâu khuấy những việc mà mình đang làm.
Việc không chú tâm khiến cho tốc độ và hiệu suất công việc của bạn bị giảm sút một cách rõ rệt. Bạn cần phải cẩn trọng vì bạn có thể sẽ bị cấp trên khiển trách bởi lý do này nhé. Và ngày thứ tư này với bạn Tử Dậu, may mắn là lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng. Điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang vô cùng là tốt đẹp. Tình cảm của hai bạn được nhiều người ủng hộ và thời gian dần trôi càng ngày, bạn càng cảm thấy tình yêu lớn dần lên và dần tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Tử vi cũng cho thấy, trong ngày thứ tư này với bạn Tử Dậu, nếu như gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể tác động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Một điều đáng chú ý là với bạn Tử Dậu trong ngày hôm nay, khi xuất hành đi xa, bạn cũng cần phải quan tâm xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro và tăng cường sự may mắn thành công đến với mình nữa. Về câu quyết cho bạn Tử Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, thiếu đi sự tập trung khiến cho tốc độ và hiệu suất công việc bị giảm sút. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, có thể bị cấp trên khiển trách vì không chú tâm vào công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, vận trình tình cảm được tốt đẹp, tình yêu được nhiều người ủng hộ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tình yêu đôi lứa lớn dần lên, có thể tính tới chuyện trăm năm nữa rồi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, không nên tác động lên các vị trí nhân thần ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày của chính ấn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà tăng tiến. Việc thăng quan tiến chức không phải là chuyện dễ dàng, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải đánh đổi bằng nhiều công sức và tâm trí của mình bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tập trung hết mức mới có được thành công như ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, bạn cũng có thể sẽ mãi mê về công việc mà quá đà bỏ bê chăm sóc chuyện gia đình của mình, khiến cho tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình lại trở nên nhạt nhẽo. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, sắp xếp thời gian sao cho phù hợp giữa việc công và gia đình nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 12 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay nhé. Và ngày này là ngày 12 âm lịch, thiêu hải thượng lạn ông, nhân thần nằm ở ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất cũng nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này sẽ tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, đánh đổi nhiều công sức để đạt được thành công như mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, mãi mê công việc mà quá đà bỏ bê chăm sóc việc gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhẽo. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên cân nhắc thời gian giữa công việc và dành cho người thân. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 73, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hợi Hợi tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Hợi cảm thấy bất an, lo lắng, ngập tràn trong những suy nghĩ tiêu cực ngày hôm nay.
Với bạn tuổi Hợi đang để cho những nỗi chán nản quẩn quanh khiến cho bạn không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, công việc dở dang càng khiến cho bạn cảm thấy thất vọng về bản thân mình và muốn bỏ cuộc từ bỏ nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi đang gặp ngày có thương quan cản trở, điều này sẽ làm cho con đường sự nghiệp của bạn gặp khá nhiều trắc trở. Bản mệnh cũng sẽ bị thất bại trong công việc, điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhất là trong thời điểm với bà tuổi Hợi đang không ổn định về tinh thần như thế này. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim thủy tương sinh, vớt vát lại phần nào điểm sáng trong vận trình của bạn trong ngày hôm nay khi cái chuyện tình cảm của bạn rất được hài hòa, êm ấm. Dù có nhiều guồng quay gông bão ở ngoài kia, nhưng khi trở về tổ ấm gia đình, người ấy với bạn cảm nhận được cuộc sống lại tràn đầy năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên người ấy mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa cảm thấy bất an, ngập tràn trong những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tâm trạng chán nản khiến cho công việc dở dang. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc cảm thấy thất vọng về bản thân mình và muốn từ bỏ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, dễ gặp thất bại. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm êm ấm, tìm được bến đỗ an toàn bên người thương trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!